Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ đi tham quan một cái hotel ở trên Las Vegas. Cái hotel này nó sắp đóng cửa và nó sẽ đánh sập. À, bữa tối nó làm núi lửa ở đây nè. Hả? Giờ mình đi lên trên này, vô cái này sao? Sao sao? Chỗ mình coi núi lửa đó. Cái hotel này tên gì vậy chị? Mirage hả? Mirage. Đúng rồi, bây giờ chú Hân đang ở trong này nè. Hotel à, đi vô hotel này, casino hotel luôn coi. Đi đó Honey, Honey Cup á. Có gì? Game hả? Đó. Cái này là cái hotel mà nó sắp sập nè. Sao lưng lâu được? Này lobby nè. Cái hotel này là nó sắp giật đó hả anh? Ồ, cái này cái lobby nè. Tháng sau là nó sụp đổ hết rồi. Này lobby nè anh. Này. Này Tropical Garden gì anh Hân anh nói? Hả? Giờ đây coi nè con. Trời, chỗ này đẹp quá. Chỗ này nó có hoa đẹp quá nè. Coi hoa này hoa giả, hoa đẹp đẹp. Hoa giả, tưởng hoa thiệt. Cái chậu hoa lan dễ thương. Hoa để hoa nè. Vườn này là vườn nhiệt đới. Dễ thương không? Đây là cái khu đánh bài. Đây là một cái casino resort. Là nó có vừa hotel và nó có vừa bài bạc và nó có cái khoảng trang trí hồi nãy sân vườn á. Mình vô đây giống như mình đi ở trong sân bay hay là mình đi ở một cái chợ. Nó rất là rộng lớn mà mình chỉ nhìn những cái side để mình đi thôi chứ không mình có thể bị lạc á. Chỗ này nó trưng bày cái chỗ The Beatles, cái band nhạc á. Họ bán đồ kỷ niệm ở đây nè, họ để hình để đồ họ trưng cho mình coi mình nè, mua gì mua. Thì mỗi cái hotel nó rộng lớn lắm các bạn, shopping đồ trong đây rất là nhiều. Khi mà thắng bài người ta có thể ra đây người ta mua, người sắm luôn. Không cần phải đi đâu hết á. Chỗ này họ để cho mình chụp hình nè. Chỉ một cái casino thôi mà nó rộng đến như vậy á. Ở đây có rất là nhiều cái casino rộng lớn như vậy. Và cái này họ xây năm 1989, coi như 34 năm tuổi rồi các bạn. Bây giờ họ bán lại cho một cái chủ khác rồi. Mình đi tham quan một vòng, mình lên đây sẵn dịp mình quay luôn cái giống như là lần cuối cùng mình gặp nó vậy đó. 17 tháng 7 này là nó sẽ đóng hoàn toàn luôn á. Cái này coi như là đóng cửa hoàn toàn. Mà mới có 34 năm tuổi, nhà ở Mỹ mà xây từ năm 70 năm á, là nó vẫn còn mới tinh nè. À. Mà ở đây vô toilet đồ á, trời ơi, mới tinh nè à, các bạn. Đồ mình thấy cái gì cũng còn mới hết mà họ đóng cửa rồi. Họ không có xài nữa, uổng ghê, ai cũng nói tiếc ghê, tiếc ghê. Mình vô trong cái hotel này mình ăn trưa, ở đây là California Pizza. Nó cũng có nhiều loại pizza lắm, gia đình mình ăn trưa ở đây. Ở Mỹ mà nó có mấy cái building mà nó cần làm cho nó sập xuống đó, nó sẽ để thuốc trong đó và nó làm một cái bùm coi như là cái nhà nó lún xuống và nó gòn luôn. Và mình nghe nói là năm 2027 thì cái casino mới nó tên là Hard Rock Cafe thì nó sẽ mở lên một casino lớn chỗ này. Ở đây đóng cửa mấy năm để xây dựng á. Ở đây có rất nhiều casino nhưng mà đối với mình cái này không có đẹp cho nên mình ít có tới, mình tới mấy cái đẹp đẹp mình chụp hình thôi. Cái này là nó có núi lửa buổi tối đó, tối nào mình cũng coi núi lửa hết. Lần sau mình lên Vegas là hết cái show núi lửa rồi, không coi được nữa. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài và mình đi shopping. Bảo nó quay video giùm cho mẹ đó, quay mà nghịch không mà chạy không mà quay đâu được gì đâu. Đó anh chạy vòng vòng vậy đó. Bây giờ ra đi shopping cho nó tiêu hao năng lượng. Xong rồi về nhà nghỉ một xíu. Ở đây đợi xe ha. Ở xe 2.
thì xa ghê không? Quá xa đến chừng đâu có người đi một gần đâu. Tối qua mình có đi qua đó không? Là gần Caesar ha. Ở đây buổi trưa rất là nóng luôn, nó thật là mình không có muốn đi ra ngoài đường luôn á. Mình ở phía Cali ngày nào nó nóng quá mình cũng còn than ơi là than. Lên trên này nó nóng như thiêu như đốt, không có muốn ra ngoài luôn đó các bạn. Ngồi trong xe mới lạnh mà nó còn không có lạnh nổi luôn á. Hello các bạn, mình về nhà mình nghỉ một giấc rồi bây giờ tối mình quay lại mình coi show ảo thuật bài. Lần trước gia đình mình lên đây á, coi show ảo thuật bài, lần này ông xã mình hỏi con mình có muốn coi nữa hay không thì cháu kêu ok. Mấy người mà lên Vegas mà không có đánh bài á, thì chỉ có đi coi show, đi ăn uống, đi shopping nữa. Người ta làm cái show này có tên là Sin Lim. Khu này là cái khu hồ bơi của cái casino Mira, cho nên chỗ này người ta bán đồ bơi, đồ shopping nè. Và ở bên đây là nó bán cái xà bông này, các bạn nhìn cái xà bông ở đây nó rất là đẹp luôn á. Mình nhìn mà mình muốn ăn luôn á. Mình mua về chắc mình không thể nào mình xài được. Cái tiệm xà bông gì mà nó đẹp ơi là nó đẹp luôn. Đó, cái này cái cupcake. Họ làm màu mèo mà nó trang trí đẹp lắm luôn. Và đây là cái kem nè. Nó cũng có nhiều chi nhánh lắm, nó bán khắp nơi à. Lâu lâu cái mình đi ngang cái mình nhìn nó đã ăn mắt á. Nhiều khi mình cứ tưởng là đồ ăn không á các bạn. Ừ, cái này là ở đâu nữa, đông vậy? Sao này người ta đứng ở dưới đây làm chi nữa? Ta mua nước hả? Ngồi đó luôn đi. Nó cầm vô đã ghê ghê nè.
lên thành ra là 208 rồi đó. Vậy hả? Chơi cái game thử vận vui quá trời luôn. Đây là cái Mirage Hotel and Casino Resort này. Mai mốt là cái này sẽ không còn ở trên Vegas nữa. Lần này chắc lần cuối cùng mình gặp nó luôn. Bye bye Vegas, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp quý vị và các bạn ở video sau. Like, share, đăng ký video ủng hộ cho mình nha. Bye bye.